chấn động, tiết lộ sự thật cực chuẩn xác, vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, hốt chọn lộc trời, bỗng đổi đời giàu to trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý khán giả thân mến, có câu, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Tuy nhiên, nhiều cô bác lại thắc mắc rằng, tại sao có người cả đời hiền lành mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sợ đến vậy? Trái lại, có người hung ác sao vẫn được an lành và gặp nhiều may mắn? Đúng là theo luật nhân quả, ai làm nấy hưởng, ai làm nấy chịu. Luật nhân quả giải thích được các việc đó trong ba thời là trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những nguyên nhân được tạo ra trong quá khứ thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong hiện tại. Có những nguyên nhân được tạo ra trong hiện tại thì kết quả hay hậu quả sẽ nhận được trong tương lai. Người hiền lành đang gieo nhân lành trong hiện tại, kết quả tốt chưa đến thì hiện tại phải đền trả quả báo xấu, là vì do nghiệp nhân xấu đã gây tạo trong quá khứ. Khi quả báo xấu hết rồi, vận xui qua rồi thì con người bắt đầu gặp may mắn, gặp vận hên, gặp số đỏ, gặp quý nhân. Mà ăn nên làm ra, tiền vô như nước, vạn sự hanh thông. Do đó, sách có câu, hết cơn bỉ cực, tới hồi thái lai, chính nghĩa như vậy. Nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến nếu có điều gì thuận lợi cho mình. Quý bản mệnh hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không thể cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, mới đây nhất, khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp thì chợt phát hiện ra lời tiên tri chính xác, gây chấn động giới tử vi học về tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành đạt, tiền vàng ngập két, cuối đời an nhàn, hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời thì cuộc sống sẽ lắm gian truân, vất vả, về già cũng khó có được yên thân, mất mát tứ bề, nhiều phía. Vậy, lời tiên tri đó là gì? Vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ ra sao? Ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời chi tiết, quý khán giả nhé! Bước sang năm 2024, tuổi Canh Tý sẽ được các tinh cao chiếu, năm 2024 sẽ là hạt giống được nở rộ, cho thêm phần đơn sắc, thêm phần bay cao. Trong năm 2024, công việc Canh Tý mới thực sự thành toàn, được suôn sẻ, thuận lợi như ý muốn, Canh Tý nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Canh Tý là người giỏi giao tiếp và có tiếng trong xã hội, được nhiều người biết tiếng, ngưỡng mộ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, người làm công ăn lương có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp, đặc biệt là trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, người cầm tinh con chuột sẽ có một khoảng thời gian khá thuận lợi và nhiều bất ngờ theo hướng tích cực. Tuổi Canh Tý vốn là người cầu tiến và chăm chỉ, một khi gặp thời vận tốt, bạn sẽ biết cách phát huy hết khả năng, thế mạnh và đạt được thành tích xuất sắc hơn hẳn những người xung quanh, đây là thời điểm sẽ giúp bản mệnh có được cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Sự nghiệp hanh thông, khá thuận lợi, đường tài lộc và tình cảm rực rỡ, tuy nhiên, cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dù sẽ rất bận rộn, sôi động. Trong khi làm việc chăm chỉ, bản mệnh cũng nên cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè để tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè và con cháu. Đầu tiên, sẽ là đặc trưng tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có, khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính,
Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát, xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào thì Canh Tý luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc, nhưng trên thực tế thì lại rất dễ bị kích động, song lại rất giỏi kiềm chế bản thân, có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ mến, dễ gần. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh, cũng có một phần nhỏ những người tuổi Canh Tý thích ca cẩm và cằn nhằn. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại. Canh Tý thường là người giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc, nhưng khi đã nổi nóng hay vô lễ thì đó là khi đã vô cùng buồn bực và tức giận. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng làm lãnh đạo đứng đầu. Luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thong thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Theo tử vi chọn đời, tuổi Canh Tý từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình. Bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều. Cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả, càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Canh Tý có rất nhiều điều để mong đợi vào năm 2024 vì chuột là con đầu tiên trong 12 con giáp, đại diện cho trí tuệ, sự sáng tạo và tháo vát. Nếu như năm 2023 bước vào năm thứ hai của hạn tam tai, người tuổi Canh Tý gặp không ít khó khăn và thách thức, thì sang năm 2024, tuổi Canh Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, bước vào năm cuối cùng cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ. Nên 2024 là một năm rất thuận lợi đối với người tuổi Canh Tý, giúp họ đạt được mục tiêu, ước mơ của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt,
Với sự hỗ trợ của các sao tốt như Kim Quy Lục Tốn, Thiên Tướng, nên tuổi Canh Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống. Nói chung, dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư, thì bản mệnh cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024. Chính vì thế, tuổi Canh Tý nên tự tin với khả năng của mình, nắm bắt thời cơ đến với mình để gia tăng khả năng gặt hái thành công. Cụ thể sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch cho thấy, bước sang độ tuổi 65, công việc của tuổi Canh Tý có chiều hướng an toàn hơn. Thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp, đặc biệt, giai đoạn 2 tháng này, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa ở nơi làm việc. Bản mệnh biết cách thể hiện năng lực đúng lúc, đúng chỗ, đưa ra những quyết định đúng đắn và đầy dứt khoát. Nhờ vậy, mọi nhiệm vụ sếp giao, bạn đều hoàn thành trơn tru. Nếu làm trong lĩnh vực buôn bán, bản mệnh sẽ chốt được rất nhiều đơn hàng lớn và có những khách hàng ruột, từ đó tạo nên thương hiệu của chính mình, khiến việc làm ăn ngày một thuận lợi. Mối quan hệ và thu nhập cũng được gia tăng, một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá, cho dù cơ hội vẫn đang đợi, nhưng bản thân vẫn nên khám phá. Bản mệnh nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn, miễn là làm việc chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào thì bạn cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, bạn sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cản trở lớn nhất của bản mệnh trong công việc đó là có thể gặp phải sự cạnh tranh và đố kỵ ngầm từ đồng nghiệp, đối thủ. Khi làm việc nhóm, bạn cũng dễ nảy sinh xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn cần linh hoạt hơn trong các mối quan hệ tại chỗ làm, kiềm chế tính nóng này nếu không muốn làm hỏng chuyện, bởi bạn sẽ cần làm việc nhóm khá nhiều trong năm tới. Nhìn chung, trong 2 tháng âm lịch này sẽ có cả cơ hội làm giàu và cả những thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của bạn. Chỉ cần bạn không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, thì sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Theo tử vi dự báo, tài lộc của Canh Tý ở mức khá, bản mệnh sẽ có nguồn thu nhập ổn định, đời sống vật chất dư giả, không phải lo cảnh thiếu thốn hay đói khát. Nếu làm kinh doanh, thì công việc tốt giúp bạn tăng trưởng doanh thu khá nhiều, bạn cũng sẽ có vài vận may bất ngờ liên quan đến đầu tư, hùn hạp. Đặc biệt với sự hỗ trợ của các sao tốt như Kim Quy Lục Tốn, Thiên Tướng, Canh Tý sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống. Nói chung, dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư, thì bạn cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024. Một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến bạn tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, công sức như dã tràng. Thì nay khi bước sang năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Theo đó, Canh Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Công việc thuận lợi, kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Canh Tý đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó, bản mệnh nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Về tài vận, một phần là do cảm xúc của bản mệnh thăng trầm quá mức, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính cá nhân và gây tổn hại rất lớn cho sức khỏe về chi tiêu. Vì bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền và sẵn sàng chi tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống, tiền bạc kiếm được nhiều. Nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy, thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng, bạn cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này trong cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu, giảm chi, không nên tiêu trước, trả sau, kẻo lao đao. Đồng thời,
bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tình cảm của Canh Tý sẽ tương đối suôn sẻ trong hai tháng âm lịch này. Mối quan hệ đôi lứa hai vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng. Nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bạn có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ. Điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Canh Tý đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc, để không phát sinh tình cảm ngoài luồng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để tình trạng độc thân bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có người còn tìm thấy được người chia sẻ, bầu bạn với mình trong giai đoạn này. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Sức khỏe của Canh Tý trong năm mới khá tốt, nhờ vậy mà tổng thể cả năm tinh thần của bản mệnh trong suốt thời gian 2 tháng tới sẽ rất ổn định, thậm chí phấn chấn hơn hẳn bình thường, bản mệnh sẽ không phải lo ngại gì về bệnh tật hay các vấn đề chấn thương. Tuy nhiên, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của người thân trong nhà, nhất là bố mẹ, người thân, hãy đưa họ đi thăm khám thường xuyên, bởi người thân của bạn có thể sẽ gặp vài bệnh nan y hoặc trọng bệnh cần được chẩn đoán sớm. Tiếp theo sẽ là luận hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tử vi tháng 3 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Canh Tý, thấy dấu hiệu bừng sáng, bất ngờ trong tháng, bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, đồng thời, bạn cứ nỗ lực làm việc, sẽ có viễn cảnh sự nghiệp tươi sáng. Có điều, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá tại thời điểm này, đừng tin người quá dễ dàng kẻo bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác làm ăn. Nếu có cơ hội đi công tác xa, bản mệnh có thể xung phong, rất có lợi cho tiến trình thăng quan, tiến chức, nhất là người làm cơ quan nhà nước. Tài lộc khá vượng, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, bạn không chỉ thu về đủ số vốn bỏ ra, mà còn bỏ túi không ít lợi nhuận, việc đòi nợ hay vay tiền để kinh doanh đều diễn ra thuận lợi. Về tình cảm vợ chồng, bản mệnh cần kịp thời chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, dành thời gian quan tâm nhau nhiều hơn thì mới hạn chế xung đột xảy ra. Sức khỏe của tuổi Canh Tý bình ổn, không thấy dấu hiệu bất thường, có điều dưỡng nhận xuất hiện, nên cẩn thận với những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, kẻo bị chảy máu, chấn thương, đi lại cẩn thận, tránh va quệt xe cộ. Đồng thời, duy trì thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc, tránh bệnh cũ tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Tử vi tháng 4 âm lịch 2024 tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Bước sang tháng này có hung tinh cản trở, mưu sự trước bất lợi, sau nỗ lực mới thành, vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chừng. Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, người độc thân gặp đào hoa sát, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tiếp theo sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Đối với tuổi Canh Tý nữ mệnh trong năm 2024, nữ mệnh gặp sao Vân Hứng chiếu mệnh, đây là chòm sao hung tinh, chủ về tai tiếng, thị phi. Nữ mệnh tuổi Canh Tý gặp vận hạn ngũ mộ trong năm 2024, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền của, tài lộc. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn năm này vì dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân, luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật, cẩn trọng trong đầu tư. Cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích.
cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của, nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt, cảnh báo. Hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Canh Tý năm 2024. Năm có sao tốt chiếu mệnh, nam Canh Tý chủ động công việc, làm ăn có thể mở rộng thêm, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải lo nghĩ, lại có lộc về điền sản, tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, gây chuyện kiện cáo, làm ơn mắc oán, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ, gia đình có thể có người mất trong năm. Cách kích hoạt cá tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topica, xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu, nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm. Vì được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bạn tốt bụng, không ngại ngừng giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với những trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định. Để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió, trở trời với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, bản mệnh nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, hãy cho đi mà không cần nhận lại. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Canh Tý gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu vàng vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng màu sắc này sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của người tuổi Canh Tý. Nhờ vậy mà bạn sẽ được đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao. Thường xuyên sử dụng màu vàng cũng sẽ giúp bạn trở nên cởi mở hơn, xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp, gặp được một số cơ hội và đối tác tiềm năng. Màu đỏ vượng tài lộc. Màu đỏ giúp bạn luôn cảm thấy tự tin, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên con đường làm giàu. Ngoài ra, bạn cũng thận trọng và vững vàng hơn. Nhờ thế mà tránh được những tổn thất không đáng có, bạn biết đâu là cơ hội mình cần nắm bắt để vươn lên, đâu là lúc mình cần lùi lại để bảo toàn những gì đang có. Màu tím vượng tình duyên. Màu sắc này giúp bạn giữ được một tâm hồn rộng mở, bạn học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí. Nhờ vậy mà người độc thân dễ gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp duy trì được hạnh phúc lâu dài. Màu kỵ trong năm 2024 của tuổi Canh Tý là màu đen, màu xám. Những màu sắc này sẽ khiến người tuổi Canh Tý luôn cảm thấy căng thẳng, nóng nảy, dễ vướng vào tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp và cấp trên, bạn cũng trở nên quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Trong việc hợp tác làm ăn, bạn cũng thường trở nên bất cẩn khi lựa chọn đối tác hay dự án làm ăn, từ đó dễ bị lừa gạt, mất mát của cải, vướng vào hiểu lầm hoặc tranh chấp. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 ở tuổi 65. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ, hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào. Sao cho an nhàn và vui vẻ,
không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già. Cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta tôn trọng người già và yêu trẻ. Thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà lướt đức độ của người già. Người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng. Đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì ngay cả khi mất đi, cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự, nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức. Mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt đối với người cao tuổi muốn an hưởng tuổi già. Không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.